Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long. Đồ Gô Gia xin kính chào quý khách. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc ta, người đã lãnh đạo nhân dân ta 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược, đội quân hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Nhân dân ta thường đặt tượng Hưng Đạo Đại Vương ở trong phòng khách, bàn làm việc, ở cửa hàng kinh doanh, trước tiên là thể hiện lòng kính trọng đối với một vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc. Ngoài ra, đặt tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở trong gia đình sẽ giúp xua đuổi những tà khí, những cái điều không may, từ đó đem lại những cái điều may mắn cho gia đình. Hôm nay, cơ sở Đồ Gỗ Gia An xin giới thiệu tới các bác một mẫu tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được chế tác trên một chất liệu gỗ vô cùng quý hiếm, đó là gỗ vư mộc Tử Đàn. Mẫu tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn hôm nay cơ sở Gia An giới thiệu thì được chế tác dựa trên khuôn mẫu là hình ảnh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, được in trên tờ tiền 500 đồng, được in năm 1966 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Tác phẩm này của bên em hôm nay giới thiệu có chiều cao là 68 cm, chiều ngang là 23, chiều sâu là 20 cm, được chế tác trên chất liệu gỗ vương mộc Tử Đàn quý hiếm, liền khối 100%. Xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn tác phẩm. Trước tiên là phần diện mặt, các bác có thể thấy là diện mặt của ngài được chế tác rất là tỉ mỉ, truyền thần, sắc nét, toát lên được khí chất của một vị anh hùng dân tộc, một vị tướng tài ba bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Các bác cũng có thể cảm nhận được sự hiền từ của ngài. Những cái hoa văn chi tiết ở trên mũ của ngài đều được chặt tỉa rất là sắc nét. Ngài đang khoác một chiếc áo choàng và tay phải thì đang cầm cuốn binh thư, tay trái đang cầm kiếm. Từng chi tiết hoa văn của phần áo giáp cũng được chế tác rất là tinh xảo, chặt tỉa bằng tay rất là đẹp. Trước ngực là hình tượng hổ phù. Gỗ vương mộc Tử Đàn là một loại gỗ vô cùng quý hiếm và có giá trị rất là cao. Cho nên là những cái tác phẩm mà được chế tác trên chất liệu gỗ vương mộc Tử Đàn đều được cơ sở bên em chế tác rất là tinh xảo. Phần dưới đế được in chữ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng năm sinh năm mất của ngài. Như vậy em vừa giới thiệu xong tới các bác mẫu tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Các bác cần tư vấn thêm về các tác phẩm tượng, vui lòng liên hệ ngay với số hotline của bên em để được tư vấn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.